anh thấy bản thân của mình như vậy là anh cũng dạng như là anh cái suy nghĩ của anh là mình sẽ làm của người ta đúng không? Vừa bản thân lộn được lỗi gì được người ta. Thế là anh từ các đức liên hệ với chị á. Trời ha. Hello Lương Phi, xin mến chào quý vị và các bạn đã tiếp tục trở lại với video tiếp theo của Phi ngày hôm nay. Dạ kính thưa quý vị, thì hiện tại có rất là nhiều cái hoàn cảnh đang cần cái sự giúp đỡ của tất cả quý vị. Thì rất là nhiều quý vị khán giả chia sẻ đến những cái hoàn cảnh mà nhìn cũng rất là xót xa, nhưng mà một mình Phi thì phải chia sẻ từ từ chứ còn không thể nào mà giúp một lần hết được. Thì Phi cũng phải chia sẻ mỗi ngày mỗi hoàn cảnh để giúp cho người ta, mỗi ngày một hoàn cảnh ha. Đó thì ngày hôm nay tiếp tục Phi lại chia sẻ một hoàn cảnh của một người anh trai này, nhìn rất là tội nghiệp. Thì Phi cũng được biết cái hoàn cảnh của anh trai qua quý vị khán giả hay xem rồi chia sẻ qua cho Phi. Thì ngày hôm nay Phi đến Phi tìm hiểu. Quý vị xem clip này nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cái tinh thần giúp Phi ha. Rồi bây giờ thì quý vị cùng Phi tìm hiểu hoàn cảnh của anh trai này. Anh tên là Phạm Văn Trung, anh năm nay 37 tuổi. Hiện tại là anh hiện trú ở khối phố Quảng Gia, phường Điền Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thì quý vị cùng Phi tìm hiểu rõ cái hoàn cảnh của anh Trung ha. Bên cạnh của Phi là anh Trung. Đây quý vị cũng đã thấy anh mới 37 tuổi thôi, nhưng mà nhìn anh cũng hơi gương mặt của anh thì cũng hơi hơi có nét lớn tuổi. Chắc là cũng suy nghĩ nhiều quá ha. Anh Trung á, là anh bị em nghe nói là anh bị giật điện, sau đó là bị bỏng mà. Anh bị giật điện. Thì em cũng nắm bắt sơ cái thông tin của anh là trước đây là anh đi phụ hồ, sau đó là vừa qua mới đi bán buôn cao hả? Dịch không phụ hồ không có việc làm nên chuyện qua mua cao là mình đi đi tới nhà dân cái là mình thấy mấy cây cao mình trèo lên mình hái đúng không? Tới nhờ mình hỏi mình mua là mình trèo lên mình hái, mà nó gần dây điện cầu thế mà không có dây bạc á, nên nó bị giật điện rớt xuống. Người dân họ đưa vô bệnh viện cứu chữa thời gian ở Quảng Nam, thái nạn quá, người nhỏ mới đem ra đo qua rồi nản rồi cũng đỡ một phần rồi đó, cũng cắt cái tay chân với lại tay chân là vô bệnh viện là cắt luôn hả hay sao? Đâu ở cỡ mái thoát thôi chứ. Mái thoát cắt hả? Cứ họ tự tới đâu là bác sĩ họ cắt tới đó. Rồi cắt miết là nó còn có xương không, giữ không được nữa, bác sĩ nói là chờ không cắt là kiểu như là mình không có giữ được tính mạng nữa. Có nghĩa là cái chân này với lại cái tay này, cái chân trái ha, chân trái với tay phải ha, là bị nặng dẫn đến hồi tử nên phải cắt. Cắt. Quý vị cũng đã thấy những cái vết thương, cái này là dạng như là mình lấy thịt mình đắp lên đúng không? Thì còn đây là nó cháy, bị cháy từ. Cái này là bị bỏng nè hả? Bỏng. Cháy tới cháy. Trên người nữa đúng. Cháy. Rồi trên thân có bị không? Trên này không bị, nhưng mà dưới này là nó cháy, cháy hết. Cháy hai cái chân luôn. Cháy nhiều. Dạng như ở dưới này cái vết bỏng nó cũng hơi nặng đúng không? Dưới này là bác sĩ cố gắng hết sức là giữ là được hai ngón này, với lại nếu là bác sĩ định cắt luôn. Mà bác sĩ thấy là nếu như cắt luôn là không có thể di chuyển được nữa. Nên là mới tha khung ở trang này là bằng inox giữ lại được. Lấy inox giữ cái chân này lại. Giữ cái chân này lại. Là trong này là có inox không nè? Inox. Là xương, còn xương chứ? Không, cái này khúc có trang này thôi, ngoài này là có một đoạn inox khoan vô trong xương á. Giữ lại cho có cái độ cứng, chứ còn như hai ngón này là không có giữ được nữa. Hai ngón này là không còn xương nữa đúng không? Còn với cái khúc chỗ này là inox đúng không? Inox con vô trong xương này để giữ cái bàn này lại. Giữ cái bàn này lại. Trên này là đứt hết gân. Có nghĩa là anh Trung á là đi hái cao để bán đúng không? Trèo lên trên cây cao đó, là không may là cây sào hả? Cây sồn. Cái cây mà để giật để hái hả? Hái cao á. Nó vướng vô dây điện hả? Nó gần quá cỡ mấy hai mấy thì nó phóng điện qua, nó phóng hút điện qua. Nó hút. Thế là anh nó giật nó cháy anh
Anh rớt xuống luôn hả? Anh nói là bất tỉnh luôn, không biết gì nữa luôn. Rồi người dân với lại cháu chủ nhà nó cũng đưa vô bệnh viện Đa Khoa Quận Lâm. Anh trèo lên mấy bao nhiêu mét? 4 mét, 4 mét với cái sồ 6 mét mái nữa. Anh có nghĩa là anh trèo lên cái cây cao là 4 mét đúng không? Anh lấy thêm một cái cây sắt, anh hái đúng không? Trèo lên cái... Anh hái cái ở bên là gần cái dây điện cao thế. Gần dây điện cao thế. Nó phóng điện qua. Không thái cái dây điện. Anh không để ý hả? Không. Ở sau cũng ở phía sau dây điện, ở phía sau mình dựng xe nên nó gần với cây cao luôn á. Trèo luôn lên, không thấy được cái dây ở phía sau, không thấy gió nó ngõ qua. Không để ý cái dây điện mà sao? Rồi nó phóng điện qua cái anh bất tỉnh luôn. Bất tỉnh luôn, rồi nó không biết gì nữa luôn. Chắc rớt luôn xuống đất luôn đó. Chắc rớt luôn. Thế là đưa vô bệnh viện là bao lâu anh mới tỉnh? Đưa vô như 2 ngày. 2 ngày mới tỉnh hả? Mới tỉnh, rồi họ nói là bị điện giật chứ họ nó cũng không biết luôn. Không có đâu có còn tỉnh dậy thôi, nữa là nó phòng sơ sơ thôi, tay chân nó phòng sơ sơ, bác sĩ nó là về bữa là nó hết thôi, không có chi, nhưng mà do là nó họ tử là bác sĩ hồi tử là mới cắt hả? Mổ miết ra. Là cái chân này là cắt lâu chưa? Chân này là một năm một tháng mấy rồi. Hồi đó là bị là mới bị xong cỡ bao lâu là mình cắt chân? Cũng là chắc cũng 20 ngày á, bác sĩ là kiểu như họ tử tới đâu là các mình lật thịt á. Dạ dạ. Lật bớt quá nó kiểu như là xương nó hồi nặng quá, xương nó cũng đen luôn. Bác sĩ nói là chờ cát mới giữ được tính mạng. Giờ là bác sĩ nói là cát hồi tử mình cắt là mới giữ được tính mạng. Nên mình phải chấp nhận cắt. Chấp nhận. Chắc là lúc đó hồi đó là mình thấy cũng buồn lắm anh ha. Nói chung là nữa là cứ tỉnh dậy là khác, tỉnh dậy là nước mát chảy ra. Anh là cũng chưa có gia đình luôn hả? Ý là chưa có. Chưa có gia đình. Hồi đó là đã có người yêu đồ chưa? Ý là tính là năm ngoái là 5 tuổi á, là không cưới được, với lại dịch bệnh đồ nữa. Không cưới được hả? Tính năm nay ra mà chờ bị đi thôi. Thì số phận mình đó mình chấp nhận thôi, chứ còn vợ con thì thôi. Nói chung là anh cũng có quen với một cô rồi đúng không? Là chuẩn bị cưới đó, chuẩn bị là làm đám cưới, nhưng mà do dịch bệnh với lại dịch bệnh không được. Là 5 tuổi nữa không được. Nên phải giờ lại là năm, đáng lẽ là năm nay mình cưới. Năm nay đây. Nhưng mà cái vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra làm cho anh mất đi một cái chân và một cái tay quý vị. Từ đó là anh với lại chị là cũng không có đường ai nấy đi đó. Thì mình tự mình giải thoát. Tự giải thoát cho người ta chứ. Giờ mình đi đâu làm được chi nữa đâu. Có nghĩa là anh thấy bản thân mình như vậy rồi anh cũng nói chị là thôi chia tay với chị hả? Để cho chị có cuộc sống mới hả? Rồi chị có chấp nhận không? Thì lúc đầu thì họ cũng nói này kia, nhưng mà mình biết rồi thôi. Cắt liền lột luôn. Cắt liền lột luôn rồi. Anh thấy bản thân của mình như vậy là anh cũng dạng như là anh cái suy nghĩ của anh là mình sẽ làm khổ người ta đúng không? Vừa bản thân lộn được lỗi gì được người ta. Thế là anh tự cắt đứt liên hệ với chị ấy. Trời ha. Bây giờ là em được biết là anh là sống ở trên Phú Ninh đúng không? Phú Ninh, Tam Vinh, Phú Ninh. Tam Vinh hả? Ở xã Tam Vinh. Xã Tam Vinh. Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Nhưng mà bây giờ hiện tại là anh đang ở trọ dưới này. Để thứ nhất là tiền cái việc chữa trị vết thương. Thứ hai là cũng vì cuộc sống mưu sinh rồi mình cũng ra mình... bán đồ để mình kiếm sống đúng không? Em cũng định ra đây là đi mình bán cái gì đó để mà tự lo cho bản thân, chứ nhà thì ba mẹ quá lớn tuổi rồi. Ba mẹ anh là lớn tuổi quá rồi. Ba tuổi mấy rồi? Tám mấy tuổi. Mẹ bị tai biến. Mẹ bị tai biến. Ở nhà thì không làm được vì chị giúp ba mẹ. Ở nhà là không có thể làm được cái việc gì giúp cho ba mẹ. Nên anh xuống đây ở trọ. Em cũng nghe nói là anh mới đi bệnh viện về đúng không? Thì chân nó
giờ nó đứt cái chân rồi, mũ nó ra không được nữa, lâu lâu nó xì. Là cái chân là đứt hết gân nên mũ nó hay xì ra. Okay, rồi cái bác sĩ có nói cái chân này có bị hồi tử gì không? Không, bác sĩ nói là dịch nó ra không được nữa nên là nó tìm chỗ nó thoát ra ngoài. Là bữa trước mũ ở trên đây rồi, bác sĩ nổ hết xương ra rồi, là nó lành. Còn cái lành ở trên đấy không có chỗ nó ra được nữa là nó xì xuống dưới này. À, có nghĩa là mũ là nó hay xì. Mũ nó xì ra. Xì ra là không đi được, chỉ nó lách, từ ngồi lách ra. À, bò lấy cái đất á. Rồi hiện tại là anh đi cái chân giả này đúng không? Cái chân này anh đi nó có được không? Nó có bình thường không? Thì đây mình đi xíu thôi. Đi nhiều nó đau. Đi nhiều nó đau. Nhưng mà cũng đỡ hơn, mạnh hơn chân này. Cái chân này nó dạng như nó yếu hơn hả? Còn xíu cái gốc này chứ mà. À. Trời ơi. Hồi đó chắc bị bỏng nó nặng quá đúng không? Thì ở đầu hồ Quận Đôn thì lại bỏng ngủ 6 lần á. Ngủ 6 lần á? Còn rõ ngoài này là như mình yếu quá rồi không biết. Thì đến hồi tỉnh dậy là thấy cát cái tỏ. Bây giờ là anh ở trọ một mình dưới này. Rồi ví dụ anh như vậy nó cũng bất tiện đủ thứ hết chứ bộ. Rồi cái việc ăn uống rồi sinh hoạt rồi nói chung cũng bất tiện chứ. Thì cũng bất tiện rồi, muốn khỏe thì mình đi kiếm cơm ăn, còn không thì mua mì tôm gì. Với là cũng có anh chị kia đi lộn ra hồi qua giúp đỡ. À, nấu cơm vậy. Có nghĩa là anh đó là lúc mà khỏe là anh đi ra ngồi anh mua cơm mua ăn. Lúc mệt quá là anh nấu mì tôm. Mà mì tôm là chủ yếu đúng không? Em thấy mì tôm ở trong nó quá trời. Rồi ở bên cạnh phòng trọ là cũng có anh chị đó là cũng hay giúp đỡ rồi nấu cơm cho mình ăn. Thì cũng anh chị cũng tạo điều kiện nó mày rồi cố gắng. Cố gắng thì sống. Rồi luôn cái bị chi đó kiếm tiền. Thôi cố gắng anh ha. Rồi khỏe khỏe mình đi bán sẹt sẹt mình bán tăm bông hay là tùm bà kiếm thêm cái thu nhập cũng được. Bây giờ anh ở đây anh có tốn tiền trọ bao nhiêu? Ở tiền trọ thì anh dù nhờ anh ấy còn cảnh khó khăn quá nên anh cũng lấy tiền, không nói chi. Chủ trọ không lấy tiền nhà? Không lấy tiền nhà. Người ta thấy anh vậy cũng không lấy tiền nhà anh hả? Rồi nằm là ngủ trên cái này nè hả? Nằm hết. Ngủ trên cái giường báo này. Không mua nệm nằm hả? Điều kiện giờ đủ thứ hết. Cũng chưa đến được cái chuyện đó. Cái chân này là anh làm hay là người ta cho anh đấy? Cái chân này là hồi bác sĩ lộn nhưng mà họ giúp đỡ nữa là nó hư rồi bác sĩ tới cho cục dưới. Nó tôi ghe để ở đâu được đâu, cái bác sĩ mới cho cục này bác bòn này bỏ vô đi. Nói chung là cũng vừa cho vừa làm luôn đó. Rồi anh đi tính đến nay là anh bị cũng hơn một năm đúng không? Hơn một năm. Rồi anh đi chân có quen chưa? Nó đau lắm chị cũng hỏi. À đau lắm hả? Cái dép này phải cắt lỗ ở dưới. Sao cắt vậy? Là chứ là nó cái này là chống xuống này, cái cục xương này này xét này này nó chống xuống nó đào đầy xíu là nó xịt máu rồi mà đi xíu nó đào cái này được đâu. Cái này phải cắt cái lỗ là để nó để mồi vô là nó không có cắn. Không có cắn, không có cắn cái chỗ này, làm cục chỗ này là phải nó chui xuống dưới đất nó không có cắn đúng không? Rồi anh đi cái chân này có tiện không? Đi xíu là nó tê cứng luôn. Cứng luôn. Anh mang vô đi em coi thử coi có được không. Đi gì với mình đi vệ sinh đi chút thở nhưng đi nhiều rồi đi không được. Trời ơi quý vị đâu bây giờ phải chi mà còn một cánh tay nữa thì nó tiện hơn ha. Rồi mất cánh tay rồi mất cái chân nữa thì nó bất tiện đủ thứ hết. Anh thấy là ví dụ mà con người mình mà mất cái tay với lại mất cái chân là cái nào nó bất tiện hơn? Mất cái tay bất tiện. Mất cái tay là bất tiện hơn đúng không? Không lồn được việc. Cái tay nó dạy cho nó quan trọng hơn. Cái chân thì mình có thể mình đi chân giả được. Với là cái tay là nó đau nhất. Trời lạnh nhất chịu không nổi. Cái tay nó nhất lên lắm hả? Lạnh nó không nhất mà nén nó cũng nhất, cái giờ mổ nó cũng nhất. Nhiều khi mà từ sáng đến chiều nó nhất nó xấu luôn. Nhất xấu luôn hả? Quý vị thấy bây giờ anh Trung mới là rất là tội luôn. Phi thì còn chân còn tay, còn một cái chân với hai cái tay thì đi nó cũng dễ.
còn anh mất một cái chân và mất một cái tay nữa. Rồi như vậy anh đi di chuyển trong nhà thôi chứ cũng đi lâu lâu là nó đau đúng không? Đi lâu đi không được, đứng xíu là nó tê luôn. Nó tê luôn hả? Rồi chân nó rồi đẩy xíu là nó xịt máu luôn. À, cái chân nó đi là nó hay xịt máu ra. Trời ơi tội ghê. Tính mình đi bón mấy số đi bón đồ mà chắc cũng chờ thời gian nữa rồi nó mới nó bình phục lại, lại có sức khỏe mới đây được chứ. Chờ một thời gian nữa rồi nó ổn ổn rồi đi bán mấy số. Bây giờ chưa tính được, chưa đi. Thôi cố gắng như sao? Thôi ngồi xuống đi anh. Hồi trước đó là anh đi làm phụ hồ. Làm phụ hồ. Nhưng mà cái đợt dịch đó là công việc không có nên đi buông cao. Công việc không có, tranh thủ mình thấy cao, năm ngoái nó không có tiền. Mình có gió mình đi. Dạ. Yeah. Không ngờ cái vụ tai nạn nó đến với anh như vậy. Anh không có để ý cái dây điện ở trên hả? Không thái luôn, vì nó cách xa cũng hai mấy cái đường bê tông nữa kìa. Đi dưới xay vô cầm mình dựng ngay chỗ cái góc luôn. Bà cô nó bảo nói mình nó bảo cũng không bao nhiêu trái, nó bảo cho là sẵn mình dựng đó ngó lên thấy cái trái ca mình trèo lên luôn. Cô vợ vô nhòa luôn, ở một mình luôn mà. Bữa sau nghe kể nó có một quả tiếng đồng hồ rồi. Rớt xuống một quả tiếng đồng hồ rồi. Rớt xuống cả tiếng họ mới biết hả? Rồi họ mới biết. Bà cô vợ vô trong nhòa bà nấu cơm hay bà lộn chi. Còn đường bê tông nó bán rồi không có ít người đi lẻ đó. Ít người qua lại. Họ nói cũng trưa rồi. Cái rồi họ thấy chắc cũng sợ luôn thì. Nó không biết chi nữa luôn rồi. Người dân họ đưa vô bệnh viện đa khoa. Đi đâu qua là nặng quá rồi mới chuyển ra là nặng. Dạ. Số phận của mỗi người mỗi khác ha. Hồi cái chị người yêu của anh á hồi trước là quen nhau có lâu không? Cũng 5-6 năm rồi chứ. Quen nhau 5-6 năm rồi. Quen nhau 5-6 năm chuẩn bị cưới quý vị, nhưng mà do cái năm tuổi cũng như là dịch không có tổ chức cưới được, thành thử ra là tính năm này cưới nhưng mà không may là tai nạn xảy ra. Với lại chờ xin phép nói luôn, mình cũng chờ có đây rồi mình chấp nhận số phận của mình, cũng nói chi nhiều vấn đề nữa. Giờ họ cũng có cái cuộc sống riêng của mình rồi, của họ rồi, còn mình có cuộc sống riêng của mình. Yeah. Sợ rồi họ cũng có hạnh phúc nơi kia, mình cũng có dính dón gì nữa. Yeah, yeah. Thôi bây giờ mọi việc cũng đã xảy ra rồi thì anh cố gắng sống rồi bữa mình khỏe mình đi bán vé số hay là bán gì đó mình kiếm thêm thu nhập. Cố gắng chứ giờ bỏ mẹ giờ yếu không làm được. Mình bỏ chạy ở gần có nhờ bỏ chạy. Mà sao không ở nhà với ba mẹ? Thì ở nhà thì không giúp được về chị hết. Mẹ thì đứa đó bỏ thì cũng lớn rồi. Làm được sổ rượu mới nuôi con bò. Mua con bò 12 triệu về nuôi một hẻo là thoáng mà nó bò nó xuống là bón lại cũng lỗ rồi, cũng trồng ra trồng bại còn ở nhà thì cũng lồn được chi giúp hết. Đi ra đây thì cố gắng mình thấy người ta họ lồn được thì mình cố gắng mình học theo mình luôn. Rồi bây giờ anh có giống gì không để anh bữa sau anh buôn bán mưu sinh chứ? Giống thì bà chị bên đó bà nói là để tao lùm mà được thì tao cho mày mượn ít ra mày mua tâm sản tao biết bao nhiêu tao lấy hòn cho rồi về rồi bón nọ mua có tiền thì trỏi trả lại cho chị. Nói chung bây giờ mình cũng không có điều kiện đâu mà. Thì hồi trước bà khỏe mạnh lùm bao nhiêu bị tai nạn dồn hết vô đó rồi chạy chữa hết rồi hết. Với lại cũng nhờ anh em xóm lòn lại có cô từ thiện, cô làm bên thiện nguyện giúp đỡ được hai lần được mười mấy triệu mà cô hứa là giúp đỡ thêm mà nghe nói là cô cũng bị đa bị tai biến không có. Yeah. Không có giúp được nữa. Yeah. Bây giờ là anh muốn đi bán vé số đúng không? Vé số nó dễ hơn, nó tiện hơn chứ. Hey. Chắc còn bán vé số rồi gì mình ngồi sai chứ anh đi đâu được như bó hòn. Nhưng mà bây giờ cái tay anh còn có một tay thì lái xe nó cũng khó chứ. Thì cố gắng chứ chờ được biết lòng răng vậy. Có điều kiện thì mua xe lăn mình đi. Xe lăn điện mình hả? Thấy mình thấy mình họ thương thì giúp đỡ.
chứ không biết tính, nó giờ không biết tính cái này. Yeah. Anh bị tính đến đây là cũng hơn một năm thôi đúng không? Hơn một năm. Một năm mấy tháng hả? Năm gần một năm gần hai tháng. Một năm hai tháng hả? Một năm hai tháng thôi quý vị. Trước đây là anh khỏe mạnh bình thường, nhưng mà không may đó là cái vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nó làm cái cuộc sống của anh đảo ngược hoàn toàn luôn ha. Chắc là anh cũng có một cái thời gian mình suy nghĩ nhiều rồi cũng có trầm cảm rồi hả? Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Mở mắt ra hồi nhiều khi mà mình mơ mình vẫn còn thấy mình tay chân mà. Mình mơ hả? Mơ thấy tay chân mà. Mình mơ mở mắt là thấy tay chân quay. Khi mà mình ngủ là mình trong cái giấc mơ là mình thấy mình vẫn còn đầy đủ tay chân. Nhưng mà mở mắt ra thì mình đã thấy bản thân mình như vậy. Rồi cái giai đoạn mà anh bị cho đến nay là chắc là mình cũng suy nghĩ đủ thứ ấy. Rồi có khi nào anh nghĩ bậy không? Nghĩ bậy thì nói thì bố mẹ buồn. Nói ra bố mẹ buồn. Không có tối mà ngủ được. Không bao giờ sao? Không tối nào ngủ được hết. Tối nào cũng 3 giờ sáng mới ngủ mà. Phần cứ suy nghĩ phần đau nhất đâu ngủ được đâu. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ là hiện tại là anh có dùng thuốc gì không? Dạ có, đang dùng thuốc mà. Bỏ thuốc ở trong bịch. Vì mới đi bệnh viện về mấy bữa. Mới đi bệnh viện về mấy bữa. Nó xì mũ rồi. Xì mũ rồi. Là mình uống thuốc hàng ngày luôn đó hả? Uống thuốc miết, uống thuốc liên tục. Uống thuốc liên tục. Uống thuốc thì nó đỡ. Nó đỡ đau với lại nó ít xì mũ mà không. Mình dừng lại là nó. Không xì vào đây mới được, nên là nó xì mấy cái lỗ này. Xì trên đây, bệnh này hát vào đây rồi. Bác sĩ ở lồn mà đổ hết xương ra, nó không ra được nữa. Bên này xì xuống dưới. Còn cái chân này sao? Bên đây cái chân này là còn chưa có, không có không, cái khớp chỗ này vẫn còn là cái xương nó vẫn ra chứ? Không, cái này là bởi chờ bác sĩ họ lồm là họ xương nó không ra nữa. Không ra xương nữa. Họ bạc bọt ra đây là không còn ra. Tay chân xương này nó không có lồi ra như hồi trước nữa. À. Là chờ là rửa thôi, nhưng mà nó teo lại thôi. Là đây được. Bác sĩ bọc cái bạc chỗ này, cho nên là xương nó không ra vậy đó. Nó không ra được nữa. Đây vô nó trát tùm lum. Trát ra là ngồi chỗ chứ đâu đi được đâu. Dạ. Đây chân ở bên này, cái này là đắp hả? Cát đắp đúng không? Cái này là cát là đắp vô bên dưới này. Còn cái chân này là bị nặng. Bên đây cũng cát đắp bên đây. Còn bên đây thì trái từ dưới này trái lên tới đùi. Bên này trái từ trên này trái lên. Nó múc với bác sĩ là múc vô sao lắm nhá. Múc sao? Thời gian nó lành lại. Nó lồi thịt rồi. Hồi nó ấy khúc củi khô đó, chán thịt nó lầu cái mà giờ do nó đen luôn đi chứ đâu có trắng rồi. Nó lầu hết từ dưới lên nó chán đen luôn. Dạ. Yeah. Thôi thì bữa nay em cũng biết cái hoàn cảnh của anh. Đến đây để tìm hiểu như thế nào, chứ thấy là mình cũng là anh em khuyết tật với nhau, mình dễ nói chuyện. Rồi em cũng động viên cái tinh thần, giúp cho anh thêm cái nghị lực để anh vượt qua ha. Và cũng thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ cho anh một cái khoản tiền để anh chữa bệnh cũng như là trang trải cuộc sống. Anh có thể đi mua vé số anh bán, hay là bán kẹo, hay bán cao su, hay là gì đó để kiếm thêm thu nhập. Cố gắng là vượt qua ha. Thì trước mắt cảm ơn bên Phi với lại cảm ơn các cõi mạnh thường quân mà giúp đỡ được em cái gì đó, thì em cảm ơn rất nhiều. Với giờ cũng khó khăn quá, cũng không biết tính, không biết suy nghĩ ra được cái vấn đề gì mà để mình cố gắng, phải cố gắng thôi chứ cũng không biết nói gì hơn. Rồi thì anh Trung, quý vị cũng đã thấy bây giờ hoàn cảnh của anh là cũng hết sức là khó khăn. Bản thân thì tập nguyện như thế này cũng cuộc sống cũng rất là bất tiện trong cái sinh hoạt hàng ngày cũng như là cái công việc, nhất là cái khâu mà anh di chuyển nó cũng hơi là vất vả. Thì hôm nay cũng Phi cũng thay mặt các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho anh một cái khoản kinh phí để anh chữa bệnh cũng như là làm cái cần câu để anh có thể câu cái con cá anh ăn ha. Giúp cho anh cái số tiền này là anh có thể đi bán vé số hay là cái gì đó, anh có thể mưu sinh ha.
Phi cũng thay mặt các nhà hảo tâm gửi cho anh Trung số tiền là 15 triệu. Thì số tiền này là gồm có của các nhà hảo tâm sau. Thì bây giờ em Phi đọc cho anh Trung nghe ha. 1 triệu là của gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ. 1 triệu của ông Hứa Hữu Nghĩa ở bên Mỹ. 1 triệu của gia đình XO ở bên Mỹ. 1 triệu của anh chị Thanh Trinh ở giáo xứ Thanh Đức. 1 triệu của chị Kim Hiền ở Đức Trọng Lâm Đồng. 1 triệu của chị Kimberly Nguyễn ở bên Mỹ. 1 triệu của em Trần Tố Linh. 1 triệu của chị Trâm ở Thủ Đức. 1 triệu của chị Phượng. 1 triệu của chị Phương ở Canada. 1 triệu của chị Phạm Thanh Vân. 1 triệu của chị Trần Thị Lệ Thủy ở Đà Nẵng. 1 triệu của gia đình dì Năm ở Sydney, Úc. 1 triệu của chị Hằng Nguyễn ở bên Úc. 1 triệu của anh Khen Trần ở bên Mỹ. Và 1 triệu của anh Richard Nguyễn ở bên Mỹ. Đây là số tiền 15 triệu thì em gửi anh Trung ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi, đủ 15 triệu ha. Đây, em cầm nha. Thì trước mắt thì cũng cảm ơn anh Phi đã cầu nói để là những mạnh thường quân biết đến em để là giúp đỡ những lúc khó khăn nhất. Chờ không biết nói gì hơn nữa, rất chi là cảm ơn Phi với lại cảm ơn tất cả mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ. Dạ, dạ thôi anh cố gắng ha. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Bây giờ anh chỉ cần nỗ lực thêm một tí nữa, chiến thắng với bản thân mình, vượt qua những cái mặc cảm của bản thân mình. Bây giờ là dường như là anh vẫn có gì đó là nhìn cũng rất là mặc cảm đúng không? Anh có hay tiếp xúc với mọi người không? Bây giờ ở đây có anh chị đó hả, nói chuyện thấy ra đường thấy người ta đông, cũng tự nhiên thấy cũng bản thân mình đang thấy cũng mặc cảm hả? Số mình khổ kinh. Thôi anh cố gắng anh tập đi, anh tập quen đi. Anh đi ra ngồi anh bán với số rồi anh tập quen rồi anh từ từ anh sẽ lấy lại được cái tinh thần anh. Được, mình đi ra bên ngoài mình tiếp xúc rồi mình sẽ quen. Chứ còn mình ở miết trong phòng đó là cái tinh thần mình nó suy nghĩ nhiều, nó nhiều cái nó không hay. Ha, cố gắng anh ha. Chắc chắn là anh rất là mặc cảm rồi quý vị. Từ một người bình thường nhưng mà đùng một phát là biến anh trở thành như thế này thì sao mà không suy nghĩ được chứ. Nhưng mà cái thời gian rồi nó sẽ làm lành tất cả. Cũng mong cho anh cố gắng vượt lên số phận ha. Cảm ơn anh. Cố gắng đây. Đó thì hôm nay Phi cũng chia sẻ hoàn cảnh của anh Trung để giúp cho anh một cái khoản kinh phí, tạo thêm anh một cái nghị lực. Phi cũng xin thay mặt cho anh Trung gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho anh. Xin mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý cô bác anh chị xem clip nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Phi luôn ha. Xin mến chào và hẹn gặp lại.